Bây giờ mình sẽ quay phòng đơn khách sạn nhà mình nè các bạn. Đây là phòng đơn khách sạn nhà mình nè. Đó. Này đây các bạn thấy không? Này. Giường nha, phòng đơn này một giường rất là rộng nha. Giường 1m6, giường lớn nha. Này, bên này rất là rộng luôn. Này mình sẽ kéo cái rèm ra cho các bạn thấy nè. Đó. Đó. Nó rộng không? Rất là đẹp luôn nha các bạn. View biển nè. Trước này có ban công nè. Nhìn lên thấy bến tàu luôn kìa. Luôn kìa các bạn, tàu Súp Đông đang cập bến nè. Đó, thấy không? Đó mà trắng 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 đó nha. Nè, trong này là toilet. Mình sẽ qua phòng đôi cho các bạn xem nha. Đây là phòng đôi nha các bạn, đôi view hai mặt nha. Đó. Nè, đôi view hai mặt nha. Nè, mình kéo rèm ra. Đó. Bên này nữa nha các bạn. Rồi, view kính hai mặt luôn nha. Đây mình đi ra ban công luôn nè. Ban công trước khách sạn nhà mình nha các bạn. Mà ghe đang đi biển vô các bạn, hôm nay là cuối tháng á, cuối tháng âm lịch đó. Đó, tàu nay là mùng 1 tháng 7 rồi. Mùng 1 tháng 7 âm lịch nên ghe đi biển nha, đã đi biển vô hết rồi các bạn. Nè, đứng trước ban công khách sạn nhà mình là thấy hết toàn đảo luôn nha. Đằng kia là hòn Hai Bà Đập nha, hòn Hai Bà Đập. Đó, hòn Ngang nè. Hòn Dâu nè. Đấy, hòn Ông nè. Còn trước đằng kia là bến tàu nha các bạn. Nè, phòng đôi view hai mặt rất là rộng luôn nha các bạn. Phòng này rất là to. Hai giường luôn, giường mét 6 rất là to nha các bạn. Nè, trong này là toilet nè. Đó. Phòng này nhiều nhóm ngủ tới mười mấy người lận.